Hey chào mừng các bạn đến với kênh tập luyện của ông Tùng Phó Đông Style. Đây là kênh tập luyện dành cho những người bị chứng cân khó giảm cân số 1 của Việt Nam, số 1 về độ funny, số 1 về tính hiệu quả và số 1 về thời gian chơi vô cùng ngắn nhưng cái lượng calo bớt đi rất là nhiều. Và không cần phải nói gì nhiều nhá, đã có quá nhiều những feedback thay đổi, quá nhiều sự thay đổi, quá nhiều bè mỡ, quá nhiều con vịt bầu được biến thành con vịt rời và con thiên nga rồi. Và ngay lập tức một series 700 calo trong vòng 15 phút sẽ truyền tải đến các bạn. Hãy chuẩn bị cho mình hai thứ, nước và tinh thần tập luyện. Nào, chúng ta cùng chiến thôi. 3, 2, 1. Yo, bây giờ chúng ta khởi động. Đó, chéo chân. Chân bên này thì tay bên kia chạm khỉu tay vào đầu gối của nhau. Và tất cả những bài tập của Tùng luôn luôn phải có 3 giai đoạn. Một là khởi động, làm nóng cơ thể, chống bị làm sao bị tụt huyết hoặc là cái cơ chúng ta bị căng, dẫn đến hiện tượng là bị làm sao bị căng cơ, bị cơ rút. Đó, chúng ta khởi động khoảng 2 đến 2 phút rưỡi. Thấy không? Mỗi lần gập vào chúng ta thở ra, thở. Yes, bài 2 chúng ta để chân đằng sau, đá chân lên. 3, 2, 1 lên, một chân. 2, chúng ta nhún nhịp xuống. 3, đây là chúng ta đá chân như này thì chúng ta sẽ ăn vào đâu? Đoán xem nào, ăn vào chân tay chúng ta. Chúng ta dọc tay xuống giúp cho chúng ta tay nó được thon gọn. Chân chúng ta đá lên như này, ăn vào bắp chân, giúp bắp chân chúng ta nó nhỏ hơn. Nó ăn vào đáy mông chúng ta, giúp các bạn có cái đáy mông nó ngon. Nó cắt được đáy mông với phần mông của mình ấy, tỷ lệ đẹp vô cùng luôn. 5, đá ca. Tiếp nào, tiếp nào. 2, yes. Rồi chúng ta đổi bên. 5, 4, 3, 2, đá lên, thở ra. Nên thở đây chỉ vẫn đang là khởi động thôi nhá. Cuộc chiến nó còn rất là dài, chúng ta giữ sức. Đó, thở, đó. Thở, một cái miệng chúng ta có thể chui lên này. Nó vừa đẹp, nó vừa xinh, mà nó hơi thở rất là tốt. Có một trong những bí quyết mà các bạn có thể cảm thấy tại sao Tùng phải nói nhiều, không phải là Tùng để tạo động lực, Tùng hết mà để tạo động các bạn không, mà khi hết như vậy nó cái mỡ nó sẽ ra cái đường lớn. Nên nói như này, 2, yeah, ok. Thế là chúng ta làm bài. Thế nào, 3, 3, 2, 1, bắt đầu, gập nào, yes, yes. Chúng ta sẽ ăn vào liên sườn. Trời ơi, dễ thương luôn. Gập xuống nào. Nghe đây, các bạn thấy ăn liên sườn không? Giúp cho chúng ta có bụng thăng chắc và thon gọn luôn. Yes, yes. Cấu tạo của cơ bụng nó là một nhánh cơ rất là nhỏ thôi. Nên nếu các bạn muốn giảm cân, đặc biệt các bạn muốn giảm bụng, không phải là chúng ta chỉ tập bụng mà chúng ta phải tập toàn thân. 3, 2, 1. Chúng ta chuyển bên. Chân này chúng ta kiễng lên, chúng ta không dẫm xuống để nó không ăn gian. Khi cái lực kiễng lên nó không chạm vào đất thì nó không ăn gian. 3, 2, 1. Gập được. Yes. Wow. Đây, chúng ta tập được gằn với một cái đó. Gằn. Trong tập luyện ấy, những cú gằn kết thúc của một động tác nó vô cùng quan trọng. Nó giúp cho chúng ta ăn vào cơ và cảm nhận cơ tốt hơn. Gằn này. Yes. Gằn. Gằn. Khi chúng ta tập, các bạn phải lôi con thú dữ của các bạn ra. Tất cả những gì bức xúc trong cuộc sống, những gì bấn loạn, những gì stress, xả ra. 1, 2, 1. Ok, tiếp theo thì chúng ta thế này nhá. Rồi, động tác cuối cùng của chúng ta đẩy nhịp tim cao hơn. 3, 2, 1. Bật lên, nhún. Chúng ta giống mũi chân xuống thôi. Đó, chúng ta như những con thỏ lăn tăn này. Đúng không con? Chúng ta là những con thỏ lăn tăn. Đó. Đó. Tập luyện nó phải vui vẻ ấy. Nhiều PT, nhiều huấn luyện viên riêng ấy, tập nó rất là nặng nề, nó rất là khó cả. Học viên tập khó chịu nên là học viên họ hay bỏ. Nên tất cả những bạn PT Việt Nam lúc mình tập cho học viên mình nên vui vẻ vào. 3, 2, 1. Hết giờ, ok. Rồi, chúng ta bắt đầu lên chảo mỡ thôi, lên nước sôi thôi, chiến ngay lập tức. Tay dài ra này, 2, 1, xuống sau, đánh chân đằng sau. Wow, wow. Khi chúng ta như này thì chúng ta sẽ thấy ăn gì vào đây ạ? Chúng ta xuống này là squat, ăn vào chân mông chúng ta, đúng không? Chúng ta đánh tay này, ăn vào ngực, ăn vào tay sau, giúp tay sau của chúng ta nó thon gọn. Chúng ta bật chân lên này, đó. Và mỗi lần chúng ta bật chân lên thì chúng ta thở ra này. Ướm ngực nữa. 30 giây. Thở. Thở. 3, 2. Rồi chúng ta luôn. Tiếp này. Chúng ta chụm này. 3, 2, 1. Đổi. 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 30 giây. Mũi chân vào nha. Chúng ta dẫm mũi chân. Bật phát vào bật ra luôn. Thở ra. Thở. Thở.
Tiếp nào. 10 cái nữa. 9 8 7 Yes, 6 Yes, 5 4 nữa. 3 2 Ok. Dựng thẳng chân. 3 2 1 Yes. Rồi chúng ta tiếp tục đến với động tác plank biến thể. Chúng ta đập tay lên như này. Động tác này nó không những làm chúng ta thiết bụng chúng ta nhỏ hơn mà nó ăn vào tay vai rất là tốt. Nếu mà các bạn không quen dựng lên thì chúng ta làm cái gối xuống giống như Tùng. Đây ạ, thấy không ạ? Thì chúng ta sẽ được nghỉ hơn. Đấy, dành cho những ai mà sức còn yếu thì chúng ta thả xuống. Chúng ta đổ người về phía trước như Tùng nhá. Yes. Đập tay. Yeah. 7 6 Tiếp đi. 5 Tiếp đi. 4 3 Bốn nốt 3 cái cuối nữa nào. 3 Yes. 2 Ok. Chúng ta xong một combo. 4 3 2 Rồi xuống nào. Đấm thở ra. Yes. Chúng ta đi được 1/4 chặng đường rồi. Thành công bao giờ không dành cho người chạy nhanh hay là người chạy chậm. Thành công là dành cho ai? Cho về người về được đúng đích. Ok em ạ? Khi chúng ta giảm cân cũng vậy. Chúng ta đừng để ý vào cân nặng. Giảm theo từng ngày từng ngày. Mà chúng ta hãy đặt mục tiêu của mình 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm. Đéo cả đời, đéo mấy chục năm rồi. Sao không cố gắng trong vòng mấy tháng? Yes, cái nữa. Ok, luôn. 5 4 3 2 Rồi, vào ra. Đứng lại đập tay. Đốt. Nhảy lên. Piu. Đập tay. Đổi tay. Nhảy lên. Piu. Bắn tơ nhẹ luôn. Đó. Thích làm gì thì làm, nhưng mà phải nhảy lên. Bắn tơ nhẹ. Đó. Chuẩn bị bố thò này. Đó. Trời ơi. Đó. Nên là chúng ta muốn khỏe hay không ấy là do trong cách chúng ta chưa. 3 Rồi. Ok. 3 2 Bắt đầu kéo chúng ta. Đó. Tùng thương các bạn. Tùng mới cho các bạn tập những bài nó ăn. Đấy gọi là thương, không phải là ghét nhá. Thương thì mới hành, mà hành thì mới ngon, nhanh đẹp. Yes. 7 5 Đứng dài đây ra. 3 2 Cái nữa nào. Ok. Yes. Chúng ta đã đi được nửa chặng đường rồi. Và hai điều luôn luôn phải nhắc đến các bạn cần phải làm. Điều thứ nhất là chúng ta phải chuẩn bị hoặc chúng ta ăn một bữa phụ trước khoảng tầm 30 phút đến 1 tiếng để chúng ta tập luyện làm sao cho nó hiệu quả, nó không bị tụt đường huyết. Ok không? Đấy là điều thứ nhất. Điều thứ hai không thể không làm được. Đấy là gì? Like, subscribe và comment mục tiêu rung chuông vàng và thậm chí là đăng ký khóa coach online cùng với Tùng Pháo Đông này để Tùng Pháo Đông cùng với team của mình sẽ làm cho chúng ta thay đổi tuyệt đối, lột xác để làm cho những cái đứa nó ghét ta, nó phải ghét thương ta hơn nữa, những đứa nó bỏ ta, nó phải thèm muốn chúng ta hơn nữa, và những đứa nó yêu mến ta, nó phải yêu mến chúng ta vô cùng tận. Ok không nào? Và ngay lập tức chúng ta hãy cùng những đứa nó ghét ta làm cho nó phải ghét ta hơn nữa. Chiến tiếp nào. Yes. Rồi. Chúng ta bắt đầu lên chảo mỡ thôi, lên nước sôi thôi, chiến ngay lập tức. Tay dài ra này. 2 1 xuống sau, đánh chân đằng sau. Wow. Wow. Khi chúng ta như thế này thì chúng ta sẽ thấy ăn gì vào đây ạ? À? Chúng ta xuống này là squat, ăn vào chân mông chúng ta, đúng không? Chúng ta đánh tay này, ăn vào ngực, ăn vào tay sau, giúp tay sau của chúng ta nó thon gọn. Chúng ta bật chân lên này. Đó. Và mỗi lần chúng ta bật chân lên chúng ta thở ra này. Ướt ngực nữa. 30 giây, thở. Thở. 3 2 Rồi, chúng ta luôn. Tiếp này, chúng ta chụm này. 3 2 1 Đổi. 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 30 giây. Mũi chân vào nha, chúng ta dẫm mũi chân bật phát vào bật ra luôn, thở ra. Thở. Tiếp nào.
10 cái nữa. 9 8 7 Yes, 6 Yes, 5 4 3 2 Ok. Dứt thẳng chân. 3 2 1 Yes. Rồi chúng ta tiếp tục đến với động tác plank biến thể. Chúng ta đập tay lên như này. Động tác này nó không những làm chúng ta siết bụng chúng ta nhỏ hơn mà nó ăn vào tay vai rất là tốt. Nếu mà các bạn không quen dựng lên thì chúng ta làm cái gối xuống giống như Tùng. Đây ạ, à, thấy không ạ? Thì chúng ta sẽ được nghỉ hơn. Đấy, dành cho những ai mà sức còn yếu thì chúng ta thả xuống. Chúng ta đổ người về phía trước như Tùng nhá. Yes. Đập tay. Yeah. 7 6 Tiếp đi. 5 Tiếp đi. 4 3 Bốn nốt 3 cái cuối nữa nào. 3 Yes. 2 Ok. Chúng ta xong một combo. 4 3 2 Rồi xuống nào. Đấm thở ra. Yes. Chúng ta đi được 1/4 chặng đường rồi. Thành công bao giờ không dành cho người chạy nhanh hay là người chạy chậm. Thành công là dành cho ai? Cho về người về được đúng đích. Ok không ạ? Khi chúng ta giảm cân cũng vậy, chúng ta đừng để ý vào cân nặng, giảm theo từng ngày, mà chúng ta hãy đặt mục tiêu của mình 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm. Béo cả đời, béo mấy chục năm rồi, sao không cố gắng trong vòng mấy tháng? Yes. Cái nữa. Ok, luôn. 5 4 3 2 Rồi, bỏ ra, đứng dậy đập tay. Bốp. Nhảy lên. Bưu. Đập tay. Đổi tay. Nhảy lên. Bưu. Bắn tơ nhẹ luôn. Đó. Thích làm gì thì làm nhưng mà phải nhảy lên. Bắn tơ nhẹ. Đó. Chuẩn bị bố thò này. Đó. Trời ơi. Đó. Nên là chúng ta muốn khỏe hay không ấy là do trong cách chúng ta chưa. 3 Rồi. Ok. 3 2 Bắt đầu kéo chân ra. Đó. Tùng thương các bạn. Tùng mới cho các bạn tập những bài nó ăn. Đấy gọi là thương, không phải là ghét nhá. Thương thì mới hành, mà hành thì mới ngon, nhanh đẹp. Yes. 7 5 Dướng dài đây ra. 3 2 Cái nữa nào. Ok. 3 2 1 Giãn cơ đối bên này. Chúng ta làm trọng đấy nhá. Chúng ta đập, chúng ta thở ra từ từ. Thở này. Về 30 giây mỗi lần giãn cơ nhá. Căng vào, gập cái vai của chúng ta xuống. Khi chúng ta giãn cơ như này đồng nghĩa là nó đang relax, nó làm điều hòa lại nhịp tim của chúng ta và nó làm giãn những phần cơ của chúng ta trong lúc tập chúng ta bị căng, tránh trường hợp chúng ta là bị làm sao, bị chuột rút hoặc là chúng ta bị căng cơ. 2 1 Rồi bài thứ hai, chúng ta sang xe lên cao, chúng ta đẩy xuống, đẩy mông đằng sau, xoay một vòng. Yes. Xuống, đẩy tay 45 độ, xoay dài người ra. Yes. Xoay 45 độ, xoay dài người ra. Xoắn lên một vòng. Lần nữa nhá. Yes. Xoay ngược ra. Xoắn lên một vòng. Động tác thứ ba, chúng ta ngang hai tay này, đẩy tay sang ngang, cái này gập lên, ép vào. Đứng lên, bao nhiêu giây. Chúng ta bắt đầu hít sâu này. Thở ra. 30 giây nha. Chúng ta còn 15 giây nữa. Gập ngang cái vai ra. Cái căng phần vai này không? Tay từ sau, gập ngang. 5 4 3 2 1 Chúng ta xoay ra. Xoay ngang ra. Gập tay này lên. Ép vào. Vũ 30 giây. Rồi, nhịp tim nó điều hòa lại. Thích dễ chịu luôn. Chúng ta, các bạn tập xong như vậy nhé, chúng ta giãn cơ xong thì chúng ta uống nước, sau đó chúng ta nghỉ khoảng tầm 30 phút cho đến 1 tiếng thì chúng ta sẽ đi tắm.
rất là tốt. Thứ hai, trong lúc tập chúng ta cũng không nên là bật điều hòa nó xối vào người, kể cả quạt cũng như vậy. 2, 1, rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ giãn cơ phần chân của chúng ta. Chúng ta ngồi xuống nào. Ép hai bàn chân vào với nhau như Tùng này. Sau đó chúng ta gập, từ từ gập người xuống. Thấy căng phần háng không? Giữ nguyên cái đầu gập xuống như này, càng xuống sâu càng tốt. Giữ 30 giây. Chúng ta hít sâu và chúng ta thở hắt ra. Trong lúc chúng ta tắm ấy, thì chúng ta cũng nhớ là chúng ta điều hòa, chúng ta phải nên uống nước chứ. Các bạn uống nước trước khi chúng ta đi tắm thì cái nước nó có tác dụng là điều hòa lại cái năng lượng, cũng như là điều hòa lại cái nhiệt độ trong cơ thể toàn thân của chúng ta, giúp cho chúng ta tắm ấy, đặc biệt là mùa lạnh chúng ta tắm, chúng ta không bị những cái hiện tượng liên quan việc tắm, ví dụ là đứt mạch máu não này, hay là gặp những cái vấn đề về bệnh lý. 5, 4, 3, 2, 1. Rồi, ok, chúng ta lại từ từ giãn chân ra, duỗi chân ra. Hai tay chúng ta có thể cầm vào mũi chân hoặc là chúng ta cầm ống đồng của chúng ta, và chúng ta từ từ người gập người xuống. Thì thấy căng phần cẳng chân rất là căng. Gập xuống, rất là căng. Chúng ta thấy căng thì chúng ta kệ như vậy nhá, thế nó mới hiệu quả. Giữ 30 giây. Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một. Ok. Và động tác cuối cùng đây là động tác nó sẽ ép cái hơi, những cái hơi xấu ở trong cơ thể chúng ta ra rất là dễ chịu. Chúng ta gập bàn chân đằng sau, gập mông xuống như này, ngồi thẳng, quay vào nhìn ống kính, chu môi lên cái. Nhưng đấy là động tác giả vờ, còn động tác thật thì chúng ta cúi xuống này, dang dài người ra. Yes, tay chúng ta duỗi dài hết sức có thể, người chúng ta gập xuống, bụng ép sát vào đùi chúng ta, và chúng ta hít sâu vào, chúng ta thở ra từ từ, hít sâu vào và thở ra từ từ, hít sâu vào và thở ra từ từ. Lần nữa nào. Thở ra từ từ. 3 cái nữa nha. Thở ra từ từ. 2, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Ok, chúng ta đã vừa tập xong thể loại 700 calo sau 15 phút, vô cùng hiệu quả. Yeah, chúng ta vừa tập xong đầm đìa mồ hôi, chân tay bùn rủn luôn, nói là bị nói lắp các bạn ạ. Nhưng mà hãy nhớ như vậy là mới hiệu quả. Tất cả những bài tập của Tùng hãy nhớ là gì, nó giống như là nước sôi. Nước chỉ sôi khi 100 độ, nước 99 độ nó vẫn chỉ là nước nóng thôi. Bài tập của Tùng các bạn cũng sẽ hiệu quả khi các bạn tập đúng 100% về cường độ. Nếu chúng ta tập ít hơn, nó chỉ là nước nóng thôi. Và nếu chúng ta muốn lúc nào cũng sùng sục sôi, đánh tan mềm mơ ra, tẩy tan mềm mơ ra khỏi cơ thể của chúng ta, thì hãy theo 100% được không ạ? Còn nếu không theo thì làm sao, phải sủa. Ok không? Nhưng mà con cún vô cùng đáng yêu. Và tiếp tục like, subscribe và comment mục tiêu tập luyện kênh Tùng Phổ Đông ngay lập tức. Comment, like, subscribe.